Dạ đúng rồi, có giá cụ thể trên cái bảng của nghiệp đoàn doanh nghiệp ra luôn á. 3 người trên một thuyền thì là 150 đó. Chào, anh chào Vương nhá. Anh đang ở Hội An. Từ Đà Nẵng vào nhà em bao cây nhỉ? Vương nhỉ? Đẹp thế. Từ Đà Nẵng vào nhà em bao cây ở Vương? Đấy, vòng này. Ôi đây là cái gì? Ở trong này nhiều là cái gì mà nhiều em xinh đẹp thế nhỉ? Trong này này. Đấy. Dạ đây là chiếc tàu. Đây này là có rất nhiều du khách thì nó muốn xem quá. Cái này là từ của cô ra nơi học tủ của ba này nó ở đây. Vì là nó bao gồm hai phần. Cầu này dạ. Cái gì? Có cái gì tàu? Dạ là chùa cầu. À, chùa cầu. Ba này bắt được. Cầu này thì phải. Cầu này thì ngon. Đặc biệt chiếc từ và chi những phần hiếu ở trong. Đây gọi là chùa cầu. Chùa cầu. Dạ. Hai phần này và bắt đầu tháo dỡ lần rồi và còn tường người ta cũng phá bỏ lần, người ta bắt đầu trùng tu lại, đài trùng tu lại, còn chỉ có phần móng cầu này được gia cố, phần này thì giữ lại thì hơn 400 năm thì vẫn tồn tại đến bây giờ, chỉ là gia cố này. Dạ, cái hư cái nào thì người ta sửa cái đó. Còn gỗ tận dụng được thì người ta sửa cái đó. Làm dấu thì cái gỗ nào mà dùng được thì người ta sẽ làm. Đây gọi là chùa cầu. Cái kiến trúc sở bao nhiêu vật liệu cốt thép anh? Vì như thế này đã hơn 400 năm tuổi rồi. Và lần trùng tu gần nhất là lần trùng tu 7 là vào năm 1986, ở đây 37 năm rồi. Đây rất là xuống cấp. Mùa bão lũ năm 2001, năm 2002 thì phải chống rất nhiều các chi phí ở bên trong để chống bão lũ. Như chị biết thì ở Hội An luôn xảy ra lũ lụt hàng năm. Năm 2022 á, nhất là những ngôi nhà dọc dòng sông Hòa Giang này là bị ngập lụt tới 9 lần. Nước từ thượng nguồn cái đổ xuống đây liên tục. Đây tiếp tục bây giờ là chúng ta sẽ đi qua đài sao anh? Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đài. Dạ vâng nhỉ. Chùa cầu. Ôi trời ơi.
chùa cầu thờ ông thần gì hả nhỉ? Dạ, chùa cầu thờ vị thần Bắc Đế Chánh Phủ ạ. Để tỉnh vũ hoa là thành có thành thủy được cầu mong hoa ngộ với địa thế và phong thủy cho vùng đất Hội An này và chống lại thiên tai lũ lụt. Thì theo truyền thuyết thì cái cầu khi mà được xây dựng này nó cũng được dùng để trấn yểm cái lưng của con cù á, tên gọi tiếng Nhật là Namazu, Việt Nam chúng ta là cù. Thì mỗi lần nó cự quậy nó sẽ gây ra cái lũ lụt tại Hội An hay là động đất tại Nhật và hàng tháng tại Ấn Độ, nên người Nhật người ta xây cái cầu đó, người ta trấn yểm lên cái cù này. Đây là nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, thì không gian này là không gian văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, được bác Nguyễn Xuân Phúc, cựu thủ tướng Việt Nam chúng ta và bác Shinzo Abe đến đây vào năm 2017 nhân dịp dự sự kiện APEC tại Đà Nẵng, thì đến đây có khai trương không gian văn hóa Việt Nam và Nhật Bản này, tên cung đường Nguyễn Thị Minh Khai này. Đây, mọi nhà chúng ta sẽ vào bên trong này nhé. Cà rốt bê. Hội An thì tổng diện tích khoảng hơn 2 cây số vuông. Trong đó có vài đường chính như đường Nguyễn Hoa, như chúng ta là Nguyễn Hoa. Đây là cái gian hàng của cái bé bé này. Nhiều con hàng như thế này. Ngắn ngắn. Ừ, đây, bé bé này. Cái cổ này là những mô hình bậc cờ. Trong ngõ hẻm thì có rất nhiều nhà hàng khá là xinh xinh nhỉ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Ở đây là chùa gì đấy? Nhà cổ. Đồ ăn. Ừ. Rồi, hiện tại chúng ta đang dừng chân trước điểm di tích thứ hai đây ạ. Nhà thờ tộc Nguyễn Tường đây. Tại Hội An thì có hai nhà thờ tộc rất là nổi tiếng là nhà thờ tộc Tân và nhà thờ tộc Nguyễn Tường này. Dạ. Nhà thờ tộc này thì thuộc cụ ông Nguyễn Tường Vân. Vào năm 1820 thì cụ do lập được rất nhiều công lao dưới cái triều vua Nguyễn, cho nên đến năm 1820 dưới triều vua Minh Mạng thì cụ được phong chức là binh bộ thượng thư, tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng. Dạ. Khi mà mới xây thì nhà này toàn là cái diện tích rất là rộng lớn xung quanh cả cái xóm này. Nhưng mà trong thời gian kháng chiến và hòa bình lập lại, lúc đó người ta đến đây người ta lòng là nó chạy thi đấu xong rồi thậm chí đến đây là hiện tại dân tộc này còn nhà thờ tộc này ở đây thầy chụp đứng từ đây ra này nhưng mà em đứng từ từ đây sống xung quanh đây và cách chăm lo cho tộc này. Nhà này được trùng tu hay nhất vào năm 2005. Mỗi lần trùng tu, nhất là những lần trùng tu lớn thì cơ quan chức năng người ta sẽ có phần thưởng rất nhiều. Dạ, có rất nhiều. Dạ, đây là cái nhất. Dạ, xếp dài đây để giúp con trai. Dạ, xây dựng mới hơn 80% của bố. Bố đi, thì bố có thể cấp bố không có một nghiệp viện nào tại nhà cái kiểu la giang hai trái cổ hôm nay ta còn ở giữa ngôi nhà thì được dùng để đặt ba băng thờ, băng thờ giữa thì thờ của ông con. Cái này là ai quản lý? Nhỉ. Đây cái khuôn viên này là của gia đình hết. Nguyên bộ trưởng. Còn cái vị máy hiên người ta gọi là vị cua bỏ rùa, nó giống như là cái bỏ rùa á. Xây đi thì nó kín hả? Thank you.
xuất từ mổ như này thì chúng ta hơn 20 phút sắc con của các kiều của Nguyễn dành cho những vật là thi đồ công của gia đoạn này.